Nhập viện điều trị căn bệnh ung thư máu đã hơn một tháng nay, nhưng đây mới là lần thứ ba bệnh nhân Nguyễn Hữu Lộc ở Sóc Sơn, Hà Nội được truyền máu. Sức khỏe cứ ngày một yếu dần, mong ước lớn nhất của người đàn ông này là những giọt máu. Ước mơ của tôi thì nói đúng là vào viện ấy, nhờ bác sĩ chữa bệnh cho tôi thì sống khỏi bệnh, về thì nói đón cái Tết dương lịch cũng như Tết âm lịch đấy cho nó vui vẻ cùng với gia đình. Hiện nay nhóm máu A của ông Lộc đang bị thiếu nghiêm trọng. Theo phác đồ điều trị, lẽ ra với tình trạng sức khỏe suy kiệt như của ông, cần phải truyền một lượng máu khá lớn và liên tục. Trung bình mỗi một ngày thì bệnh nhân phải truyền từ 500 đến khoảng 700 ml khối hồng cầu nhóm máu A. Tuy nhiên thì trong cái thời điểm này cũng là một cái thời điểm mà khá là sớm trước khi mà bước vào dịp Tết Nguyên đán. Thì cái tình trạng mà khan hiếm máu và đặc biệt là khan hiếm người hiến máu nhóm máu A đã xảy ra ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Tại kho lưu trữ máu của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương hiện chỉ còn vài chục bịch nhóm máu A. Các nhóm máu khác cũng chẳng nhiều hơn là bao. Đại diện của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương nhận định chưa bao giờ nơi chứa máu để cung ứng cho các bệnh viện toàn miền Bắc lại trở nên trống trải như hiện tại. Thì độ khoảng một tuần nay thì cái lượng máu mà lưu giữ được ở trong viện nó giảm sút khá nghiêm trọng. Trước kia chúng tôi thường xuyên có 5.000, 7.000, thậm chí là 9.000, 10.000 đơn vị máu thường xuyên đang lưu giữ ở trung tâm để hàng ngày mang đến cung cấp cho các bệnh viện. Nhưng cho đến sáng nay thì chúng tôi chỉ còn khoảng 2.200 đơn vị nữa. Trong khi ở các nước tiên tiến trên thế giới, tỷ lệ dân số hiến máu lên tới 5-7%, thì ở nước ta, nguồn máu phục vụ cho điều trị vẫn phải phụ thuộc chủ yếu vào các phong trào hiến máu tình nguyện. Thời điểm hiện tại, khi Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tại các địa phương đã đủ chỉ tiêu, thì phong trào này cũng trở nên trầm lắng. Vì chúng ta có cái xây dựng chỉ tiêu, thì khi mà đã đủ chỉ tiêu rồi thì xu hướng các ban chỉ đạo cũng là vì đủ chỉ tiêu rồi thì không làm nữa. Và cái chỉ tiêu mới thì là chưa có. Lễ hội Xuân Hồng, ngày hội hiến máu tình nguyện lớn nhất được tổ chức hàng năm, phải 2 tháng nữa mới diễn ra. Tết đã chẳng còn xa, và người bệnh thì đang khao khát từng giọt máu. Còn khoảng 2 tháng nữa thì mới đến Tết Nguyên đán. Tuy nhiên hiện nay thì kho máu của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã rất trống. Theo thống kê, hiện nay viện còn khoảng hơn 2.000 đơn vị máu. Với nhu cầu sử dụng thực tế thì lượng máu này có lẽ chỉ sử dụng trong khoảng 3 ngày. Có thể nói là năm nay tình trạng thiếu máu không chỉ đến sớm mà còn rất trầm trọng.